Chứ gì? Chào tôi. Ủa? 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 Để tát cái đi, tát cái lụm, tát đi, tát đây cái nữa cho nó đã. Mình bắt hết luôn. Tát cái gom lại lụm lại giải lấp. Ôi ôi, cái hang nó vút, cái hang đó. Thôi một lỗ, một nè. Đâu? Ôi ôi, cái lốc luôn nữa. Có một lỗ một á. Đầu nó chắc chết quá. Kim Châu sẽ lấy một bự cái lỗ này luôn rồi mình về được được rồi. Rồi bây giờ máy tát luôn. Đẻ lắm, đẻ cặn. Không biết nước rồi. Trời ơi, này nàng tiên cá luôn nha anh em. Nhìn mất. Rồi, há tưởng cá lóc ở túi còn sao ai nhè cái chân. Quá trời cá luôn các bạn ơi, bắt phải nằm bắt mới được. Ngồi đau lưng rồi. Đứng đau lưng quá, giờ bắt cá nằm luôn rồi. Bắt phải bắt chứ nằm ngồi đau lưng đâu. Đã luôn. Bơi coi. Đó, bơi luôn đi. Ôi, ủa, nổi đâu kìa. Lớm, 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 lớm. Bơi tới. Ôi, ôi. Có chừng ngập tướng ơi. Ngập giờ nè. Để, xanh xuống đi, chú đây, đi, đi liền. Cho anh Châu đi bổ lát mình đi. Wow, trời cá lùm không thể luôn các bạn ơi. Mấy hang là em mò hết rồi phải không? Hết rồi. Hết rồi giọt. Rồi. Lên. Hoàn thành rồi đó. Wow. Trình này nhắm lặn được không mày? Được luôn. Mà dám không dám lặn. Nước đâu nữa. Rồi. Khai thác xuống, trả lời. Này trời ơi giống như đập thủy điện nha. Này là cũng ngang ngửa với đập Tam Hiệp nha anh em. Anh em giờ này cũng chuẩn bị đi tát bắt cá luôn nghe các bạn. Vậy luôn. Đó, thùng thao gì đó quá trời luôn nè. Liền đấy, chạy đâu rồi? Ủa sao thấy xe đâu đâu đây? Thì dưới kìa. Tôi chạy mua bé. Chưa về hả? Lên xe. Rồi, lên. Về cái chánh nào. Trọng á. Trọng bê bờ tát luôn, trọng cao quéo hả? Hello. Chào anh em nha. Bữa nay trời nắng lại rồi. Nay mình thấy đẹp trời. Nên anh em mình nay bắt đầu anh em mình đi tát nước ở mấy cái đường nước, mấy cái ống bọng nha các bạn. Chút nữa quay rồi có cá nhiều hay ít cho các bạn cùng xem nha. Đây, anh Châu với lại Mãi với lại Tứng đang đợi mình ở phía trước. Mình tới hơi trễ chút. Bây giờ mình đi vô với lại mấy anh em nha. Được lỗ nào trên Châu? Có đang chờ lại xúc đó. À được lỗ rồi nè hả? Rồi dạ em chào anh. Không phải không? Đâu? Nè, nó lú đầu nhoi nhoi đó. Ờ à, thấy thương dữ vậy. Nhiều quá nè. Nè. Vô liền. Lụm liền. Nè nha. Nó vô mày. Chết luôn nắng quá chết luôn rồi mà. Chết luôn sao? Nóng quá mà. Ý là mấy bữa trước là bảo ha, chứ không bảo là hồi. Ồ, coi nè. Ồ, giống như vậy đó. Ồ, ồ. Nhiều quá. Dính vô đông đông gì. Nhiều lắm. Nó là Tứng, chặn cái khúc kia Tứng. Dạo quanh đây dạo. Ồ, đã ha. Lọt đếm anh Châu đếm không anh Châu đếm đó lọt rồi đụng nó lọt cái kia cho nhảy vô lọt đếm mà cá mà đếm rồi ghẹo anh Châu cho anh Châu ngồi anh đếm nay mà bắt anh Châu anh đếm anh đã luôn á cát là bớt kìa nó bắt được để xúc luôn hả đừng quay lỗ bên đây không bên đây còn 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 chứ ừ, cũng được ha đây tao đi múc nước nghe thì múc luôn hả thì kế bên luôn hả đường mương này là cũng gần cạn nha anh em thành ra có được mấy cái rong này nè cá nó núp vô để không sao nó nóng vô không tới nó rút cái lỗ lỗ này. Cái này thì tính ra mình lựa cực hơn cái vụ lùa kia nha anh em cái vụ kia thì nước nhiều đó mình để tay lưới ở ngang bọng đó mình lùa lên đầu trên mình lùa xuống cá nó sạch hơn còn này thì lựa cực chốt nữa này là kêu là bắt cá cạn nha
dỡ lên mình cho nó nhảy vô thôi chứ mình đổ mình đổ hết. Ừ. Lấy tay chịu chuyện cháu. Ừ. Nay dự trù là anh em mình đem một cái thùng bê cỡ 20 lít này nha anh em. Với lại ở bên kia có thùng bê nhỏ, rồi thêm một cái thùng 30 lít nữa. Dự trù là bắt đầy hết rồi là anh em mình về đó. Chỗ này có con cua luôn nha anh em. Cua đang núp nè. Có cái. Ôi, giờ tắt luôn hả Tứ? Tắt luôn. Nãy giờ anh em mình bắt cá cạn mà giờ là chỗ này nước còn nhiều quá, giờ tát luôn nha anh em. Ơi nãy giờ cũng còn hà đi hả? Ừ, nhìn mê luôn. À, đây mãi cũng đang rùa cá như hổm nay nha anh em. Mà nay không có chơi lưới, chơi bằng cái rổ nè. Rùa rổ. Đó. Lấy rổ chặn. Vô lúc của nó cả. Quá trời luôn. Đợt này cá nhỏ hơn mãi sao anh không thấy cá bự à? Nhờ em lụa gì cái rổ ngắn quá, vô đây em đậm nó quay lại không? Có em thả rồng đó. Đó, vô nè. Đó, đó, nhảy ra luôn. Chơi nè. À, chơi luôn hả? Chơi đó nuôi được không? Hả? Đó rồng đấy, tát cho quay chơi với có nè. Thôi cái con cá luôn, con cua luôn, cua luôn, con cua. Đây có này luôn. Ồ lúa này đẹp quá ha, đều ghê ha. Chặn cái lúa đó. Có nhiều lắm. Cái này anh thấy cái rổ nhỏ quá. Quá chỗ này mong quá chừng nè. Ủa rồi còn bên này nước nhiều quá vậy mà không có thấy cá anh Châu ha. Ừ, bên đây cá rồi. Này phèn quá. Ồ, thấy chạy xuống đó, hà vô, đó. Vô rồi, vô luôn đó. Hà. Rồi, lượm mấy. Ui. Chấp huy, chấp huy. Ủa, tính ra lùa kiểu này bộ hay à. Hay à. Mà lùa tới rổ tôi sành công. Vô rồi. Đâu vô rổ tình. Thấy ít thịt. Ê, có cái bẫy cầu đó. Đó, nằm trong sình đó. Có rổ sình luôn. Rồi, dở lên coi. Trời ơi, cũng có mà sình thì nhiều hơn. Nhiều hơn. Giờ tới mãi mò hang luôn rồi nghe anh em. Mò hang mắc cua. Ây da. Con nhả thôi má. Được không? Dạ. Được. Cua, cua kẹp không ấy trên. Bự quá. Cua hang cá. Cua. Cái nhà kẹp bộ má luôn. Cá không có, có cua. Kẹp. Cua kẹp. Mấy anh mấy hang này sao mày? Có đó đó, hà đó. À đúng rồi, anh thấy con cua kè nó lú cái càng lên kìa. Còn lại khúc trước nó kè rong nữa kìa. Con ta lấy nước ra vô cho dễ. Rồi anh em mình ra đây giờ rửa cá lại sơ sơ nha các bạn. Chứ để mấy con cá sình quá nó chết. Ồ được hai con cá bự à. Có con cua bự nữa. Đổ lên để nhảy. Rồi múc nước luôn. Có múc không? Múc mình rửa sơ không? Con em cá lóc này bay ra ngoài rồi. Cá bự nè. Ừ. Phải ngút tay luôn. Cá tài tí à. Ừ. Cá. Cá Hugo à. Có cái thùng á, anh thấy để vô thùng á mãi mình lựa rác cho dễ, em để đổ vậy khó lựa. Thằng nước này. Được. Đổ vậy ra ngoài. Rồi, cho vô thùng này đi, đổ vô thùng đi, đổ. Có nước rồi mấy cái rác kia nổi lên mình dễ vớt hơn. Đầu ừ. Kim đầu vô rổ kìa. Rồi, nước vô đó nè, còn mấy cái đâu nữa. Vô, 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 vô. Có mấy rô nè,
Ừ, phần này tôi rối nè. Thôi đổ vô bớt đi. Cái gì cũng được bọn nha. Đó đâu vô đi lầu. Để tao chịu phải nhảy rồi. Ô, con cốc hay này nữa. Nè, mê luôn. Con nào vẫn phi bự hả? Nè, con rồi. Nè, nó búng mà dòng nó trong ít rau. Ừ. Cho mày vô trước đi. Múc nước rượu vô đi. Còn người cũng mới múc nước rượu cá. Con cua này leo là đập nó vô luôn. Đập luôn. Mình thấy đó chị chưa, cái này là cũng hơn nửa ký đó chứ bộ hết đâu. Đâu rồi? Lú đâu? Đẩy nó qua luôn. Đầu. Rồi. Rồi, luôn. Đâu. Rồi giờ mình đi hướng nào? Lên xe đi ra ngoài đó. À, rồi thôi anh em mình đi trở ra. Ở trong cái ruộng này mình bắt cá cạn. Nói chung là muốn hết rồi nha anh em. Giờ mình đi trở ra. Bởi tưởng đâu mình nghĩ cái cây đó giống như người ta bắt cái cầu cho con chuột nó chạy qua hay gì chứ. Tớ ở dưới đây nè, tớ mùng tươi hả mày? Mùng tươi. Trời ơi, mùng tươi bự dữ vậy. À. Đâu em đưa cái lá vô ngang ngang cái mặt em hả mày? Mới được, mới được. Trời ơi, cái lá này bự hơn. Rồi, anh em mình tiếp tục. Đi. Ừ, hai vậy? Nó chạy lên đi. Chẳng rổ đây. Ừ. Nhiều dữ vậy? Chẳng rổ tôi lên lên hả? Lên không á. Lên chứ. Ngược lên đi ngược lên lên. Ủa dưới sâu không rồi, trong lùm quá nó sâu rồi. Ở dưới có lá cây hay gì á. Ôi giời, trong kia hà luôn cả máy ơi. Đang lên mà, đang lên mà, lò lên rồi mà. Mà lên không á. Ngay ngay một bụng dưới nó, một bụng ấy á. Lên chứ. Nó nằm trong một bụng á. Cả số tạo vòng luôn. Động bự ở nước vô tát vậy. À, mấy bạn nhìn thấy bong bóng nhiều đó là cá rô cũng mới ăn móng á nha. Quá chừng luôn đó. Lộ rồi đó rồi, có không cái chạy xuống ngọt ngọt hết rồi. Gì cá dữ lắm hả? Cá rô á, rô mít á, bự bự á. Quá trâu luôn. Đâu một tay vô, lúc tổng luôn à. Vậy rồi, rồi sao quá? Nước cạn quay không có bắt được chứ. À, nước cạn vậy giờ mình tát này đi, mình bay ra mình tát luôn không? Cạn nổi không? Tát nguyên đường kinh này đã chết. Vậy thôi đi, lại mò một mò cái hầm đây là đắng dở bọng có cá lóc không? Ừ. Chuẩn bị quay giờ hai thằng lội xuống dở bọng đây nha. Ừ. Bọng nào, bọng nào? Bọng đó nè. Rồi rồi. Nó bọng giữa. Rồi xuống cái ổ giữa mấy lẽ bự kia. Thấy vậy, rõ rồi được rồi. Đổ nhỏ mày ơi. Không, úp vô giữa mày hiểu rồi. Đồng nằm hay nào được. Bữa nhớ đậm đằng kia mà giữa mà. Đó. Ủa vậy kìa. Ôi nó cá. Cái gì vậy? Ủa cá sạch. Con này có cái lờ bể lờ quá. Ủa má đem vô đặt lờ. Thế được thì chiều nay mình mua hai cái lờ. Ừ, nhúc nè. Cha. Hả? Ôi, ở dưới thôi cũng dính đó hả? Dưới không mà dính á. Vô bể lờ luôn á. Có điện thoại gì túi không? Wow, nước khô rồi, có mấy con cá này chết luôn nha anh em. Thằng Hà luôn nè. Anh Châu tính rồi dở mấy cái rong này chắc có mấy con cá bự lắm không anh Châu? Quá wow, trời cá luôn nè. Ôi anh em ơi. Quá wow, chừng cá rô mít nè. Dạ lấy cá nhiều nè. Cá chạch nè. Rửa đi cứu nó đi. Trời ơi kìa bên kia nó mày ơi. Còn sống anh tư. Lên kia nó kìa. Lấy rõ lên tấn. Cầu vô nhiều lắm rồi. Thì cứu quy mới nhá. Cá chốt. Đi chần chọt ngang cá chốt. Trời ơi, đụng má nè, nằm nè. Một bụm tay nha. Ngon ngon. Nhiều lắm, đây dạy dạy nhiều lắm đó. Trời ơi, này mới chết còn sống. Chưa, nó còn sống nữa. Trời ơi, cá chạch. Trời ơi, mới đã đó. Trời ơi, không thể tin được. Nó mốt cạn gì vậy lụm nè.
Đúng rồi. Thử con bà chạy. Ừ, nhiều lắm mày ơi. Thử con bà chạy đâu. Hù đố. Này là chưa chết, nó còn sống. Chưa, mà chưa, nó chưa. Bị thiếu nước à. Trời ơi, tránh về mà vậy sao vậy? Ôi ơi, hốt luôn chứ giờ gì. Trời ơi, hốt có hai chỗ nha anh em. Vô đẩy cội nè. Rồi thôi. Rồi cái này nữa thôi là mình về được luôn rồi đó. Ôi ơi. Rồi này nó cá nó gom xuống cái chỗ bọng nha anh em. Đó, nguyên đường dài này khô rồi đó. Rồi. Chỉ còn có chỗ này thôi. Xúc lấy đổ dạo đại đi. Sao tác luôn không? Còn thôi anh đào một lỗ á, đào luôn sẵn một lỗ bè bờ lại đi. Nhận xuống. Ôi. Ôi đổ vô hang thì không nổi đâu. Ồ nó nhúc nữa luôn nè. Rớt thùng nhỏ quá. Quá mê luôn, mê luôn. Vô lấy cái thùng bự quá được rồi. Nhóc hang gì á. Diện cua hả? Cua mê luôn. Bè ra tát này anh nghĩ tát luôn cho rồi. Tát nó gom đã có lỗ. Này đâu có bao nhiêu nước đâu, chừng 2-3 thùng chứ gì. Trời ơi. Ui. 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 Nửa tí luôn. Dạo đại á, dạo. Thôi để tát cái đi, tát cái lụm. Tát đi, tát đi cái nữa cho nó đã. Mình bắt hết luôn. Tát cái gom lại lụm lại dễ lắm. Trời ơi, cái hang nó vút, ăn rách. Ôi, một lỗ nè. Có một lỗ, một nè. Đâu? Ôi ôi, cái lốc luôn nữa. Có một lỗ một á. Đầu nữa chắc chết quá. Kim Châu sẽ lấy một bự cái lỗ này luôn rồi mình về được rồi. Bè bờ đó rồi. Tát qua bên mấy dưới luôn á. Để tao móc cái lỗ tận con. Cái đống ruộng để dòng hết rồi đây luôn á. Đứng luôn chứ đầy. Còn nữa hả đằng kia nữa anh Châu? Đó còn nữa kìa. Ừ. Lấy thùng bự coi. Nghe. Bé hả? Má để hồi chết nó làm. Làm. Tình hình là cái thùng nhỏ này là không có dừa nha anh em. Lượng cá mình ước đoán là rất nhiều nên anh Châu đi lấy thêm cái thùng nữa. Rồi bây giờ máy tát luôn. Wow, trong cái hàng đó hàng ha luôn kìa. Ôi ơi, lành rổ. Lành cứ rổ 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 rổ. Ở bên đây lại khô, bên kia lại nước à. Lượm cá phi luôn Tứng ơi, còn cá phi. Chết rồi. Chết rồi. Lùa xuống đi, lùa xuống đi. Đừng còn hết nước. Đạt lại xuống ạ. À. Hết nước quá nó. Cái lỗ chưa chừng nãy lại xuống. Ủa anh thấy nó đang ở trong hang kìa, nó bơi quá trời trong hang kìa. Hay tao dữ đó. Nè mãi, nữa nè, đó. Ồ. Nó nằm ở trên nè. Nó đang xuống rồi. Giờ đang xuống, ăn xuống, ăn xuống. Nên anh em mình chơi lớn luôn nha các bạn. Bên hầm á, tác hầm á. Này là kêu là... Ê, có con cua đang lú ra luôn kìa. Không, nó lú ra nè. Tứng lượm nó luôn Tứng ơi, để hồi nó kẹp. Để đi. Ôi, tính ra con cua này chắc nó tính ra mắc hôi hay gì á. Nãy giờ đâu thấy nó đâu, thấy mình tác cạn lại ra mắc hôi á. Đãi xuất đâu được ha. Làm vậy cũng ngon. Nhìn vậy đi, đón thử coi nhiêu con cá. Ôi, Tứng không thấy rảnh lên ngồi đếm đi Tứng ơi. Mãi bắt anh chuyền lên rồi em ngậm đếm. À, dạo 2-3 cái. Ơi, nửa ký. Thông báo với anh em bây giờ là hơn nửa thùng bê cá rồi nha. Không đâu. Xuống dạo cái luôn mãi rồi cho sạch. Ôi dồi. Cái này hơn nửa ký rồi đó. Hơn luôn. Wow. Này mê tơi. Tính ra anh Châu nãy giờ anh đi nửa tiếng rồi đó mà anh chưa đi giáp bờ ảnh nữa.
trâu đi tuốt ở xa đó nghe anh em. Anh em có nhìn thấy cái đốm trắng trắng nhỏ nhỏ không? Đó, nãy giờ nửa tiếng rồi mà anh đi chưa có hết bờ ruộng. Bờ ruộng này dự đoán chắc dài chắc cũng cả ngàn thước á. Giờ chỉ bấm tay dục vô, bấm dục vô. Hốt hả? Mà kêu là hốt. Hốt ổ. Hầu hổ nằm dốc mé nè. Rồi đó, dốc mé là con bự bự hơn. Đúng rồi. Chuối nữa nè, chuối một đống nữa nè. Màu xinh nè. Trong hàng nó dữ lắm á. Ê, có con cua ăn rồi. Cua đó, bởi vì nãy giờ anh nói em con cua đó nó bắt hôi đó. Lượm nó luôn. Để lá cào ra tới cái hang. Ôi, nằm trong hang kìa. Đúng lắm. Nhút sủ luôn. Ồ, cái con nằm dốc mé. Ừ. Trời ơi, tưởng dở từ từ. Trời ơi, mê luôn. Quá, hết sức. Sao, được không, bự không? Ôi, được con cá lóc nhỏ. Cứng không ạ? Ờ, này kêu là ăn cá lóc con. Hả? Cái này cá ký luôn rồi đó. Quá, bắt hết luôn, bắt cá rồi, bắt hết luôn nha anh em. Nó ăn nó rổ cá luôn rồi. Không mà hành trình dục vô đây họ cũng lượm lại hết chứ gì. Châu tới đâu rồi? Đó, anh tới Tú Bà Kinh chứ rồi. Lát rồi, phải nằm xuống bắt mới được chứ. Con lát xuống mà sáng tắm. Rồi, cái gì cũng muốn bớt rồi đó. Mãi xuống mãi vào cái này nữa đi. Bắt cái hang đi, bắt cái hang có một rổ không? Đâu, cá gì mà ăn tớ, nhảy thôi. Ồ, tôi rối luôn. Cá lóc luôn. Cá lóc con. Trời ơi, cứng rồi. Ô sâu đi. Cho vô sâu này luôn hả? Chứ đặt rồi. Cái cá này nó vàng khè, nhìn thấy đẹp ha, vàng tự nhiên nha. Trời ơi, này nàng tiên cá luôn nha anh em. Nhìn mất. Má tưởng cá lóc ở Tú còn sao ai nhẹ cái chân. Quá wow, trời cá luôn à. Các bạn ơi, bắt phải nằm bắt mới được. Ngồi đau lưng à. Đứng đau lưng quá, giờ bắt cá nằm luôn rồi. Bắt phải bắt chứ nằm ngồi đau lưng đâu. Đã luôn. Bơi coi. Đó, bơi luôn đi. Ôi, ủa, nổi đâu kìa. Lớm, 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 lớm. Bơi tới. Ôi, ôi. Có chừng ngập tướng ơi. Ngập giờ nè. Xanh xuống đi, chú đây, đi, đi liền. Cho anh Châu đi bộ lát mình đi. Wow, trời cá lùm không thể luôn các bạn ơi. Mấy hang là em mò hết rồi phải không? Hết rồi. Hết rồi giọt. Rồi. Lên. Hoàn thành rồi đó. Ừ. Đó, bộ đồ này đạn bắn lủng. Gì, đổ ra hả vậy? Đi, 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 đi dưới. Ôi, cá giờ giác luôn hả? Dạ. Mãi lên coi chừng cái quần đâu, coi chừng tuột lại nằm ở dưới dũng nha mãi. Rồi, đi. Rồi, lên đường đi. Còn mình xới vô đó luôn hả? Đầy nước luôn. Trời ơi, nước quá, giờ sao xả nước bớt không? Vậy được rồi này. Rồi. Đổ 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 cá vô thêm nữa. Thôi. Được rồi. Vậy gì cái thùng nhỏ đó mình dồn qua cái thùng bự này luôn đi. Qua đây nè. Má này nhiều lắm á. Không có. Đổ đi. Bớt rồi, đổ vô bớt rồi. Ừ. Mình cũng về tới nhà luôn. Rồi có đứa em ở thành phố Thủ Thừa mới lên chơi luôn. Ủa, Thủ Thừa luôn hả? Ở xẻ này có ổi chua nè. Chắc hái. Ừ, em kiếm kiếm có mấy trái mà trắng trắng là chua á. Vậy làm gì? Đó, mày chưa. Cua đó, cua nổi chưa? Trời ơi, bạn cua này. Cho một cua dưới đi.
con cua này dị quá. Trời thêm một cá phi nữa. Ôi ôi đã chưa. Đầy đủ luôn, đầy đủ luôn. Đầy đủ. Rồi ra thử. Rồi rớt dữ vậy. Này kêu mình bắt cá cạn nè. Rồi Mãi Vinh Châu cũng vừa về tới luôn nha anh em. Thôi đi, thôi đi. Ừ, cá mà đổ vậy nè. Cái thao bự vậy, nửa thao. Cái thao bỏ được. Nước không, lấy nước ấy vô cho sạch luôn. Quá. Ghê không, 3 thao rồi. Cá mà đi chứ. Đi à. Má con lỗ một. Cặp đám nghĩa. Rồi hay nữa, Bạc Liêu là Bạc Liêu, Cà Mau ông ơi. Ê, gì vậy? Trái. Mấy chục cây vậy? Xe chấm nước lụm 2-3 cái là hết à? Nó bụng mà. Thì đó. Con Châu giờ này ảnh thèm chua nghe anh em. Có bầu rồi. Dự đoán chắc ảnh cũng có bầu cũng 5-6 tháng gì hả anh Châu? Ừ, ăn cà na, đàn ông đẻ mới ghê chơi cà na chín không hả không? Chín hả ông này héo luôn rồi. Chín à, lụm lụm rồi cậu lụm. Lụm kế là làm cái cầu cá giò. Thì ta biết luôn hả? Em vô đây đi nghiên cứu địa phận. Còn không? Trộn lên cháu. Muốn thì có ớt. Để lấy chứ. Ôi. Hai. Dễ tính hả? Hộp mới hộp. Rồi hai mấy cái mè. Cái gì vậy? Ở xẻ không hả? Cà na này cũng của nhà chú hai trồng luôn nha các bạn. Cái này hả? Ở đây hả? Ừ. Ở xẻ.